Thu Phèo mến chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Hôm nay Thu Phèo tiếp tục mời các bạn đến với chuyên mục Tâm sự game thủ trên kênh Kiếm Hiệp Tình. Ở kỳ 15 này, Thu Phèo mời các bạn đến với những lời chỉ trích của cộng đồng game thủ võ lâm truyền kỳ đến nhà phát hành VNG. Có thể nói, võ lâm truyền kỳ mobile đã trở thành tượng đài của dòng game kiếm hiệp mobile tại thị trường Việt Nam chỉ sau một năm ra mắt. Thế nhưng trong lần sinh nhật của võ lâm truyền kỳ mobile, không chỉ có những lời chúc mừng mà còn ngập tràn vô số những lời miệt thị nặng nề. Và cũng theo thông tin trên mạng thời gian gần đây, như ạc bé cua, một ạc rất là VIP, anh chủ ạc này cũng đã đè lẹ tè một số trang bị của mình nhằm mục đích phản đối VNG. Sau đây, Thu Phèo mời các bạn đến với những lời, những tâm sự của các game thủ này gửi đến VNG. Thời gian một năm không phải là quá dài với một tựa game, nhưng võ lâm truyền kỳ mobile đã giành được những thành tựu to lớn, gom góp được những con số choáng ngợp khiến bất cứ nhà kinh doanh game nào cũng phải ngưỡng mộ. Thế nhưng đứng trên đỉnh cao của danh vọng không chỉ đơn giản là bước đi trên một đường đầy hoa. Tượng đài này cũng không khó tránh khỏi sự tranh cãi nảy lửa giữa hai luồng dư luận. Xuất phát điểm là một tựa game mobile mang thương hiệu của võ lâm truyền kỳ, không ít game thủ thú nhận rằng họ tham gia game chính là muốn tìm lại những cảm xúc, những ký ức xưa của những ngày đầu chơi game online và ước mong được gặp lại những anh em chí cốt đã từng sát cánh chiến đấu cùng nhau qua nhiều trận công thành chiến tống kim của võ lâm truyền kỳ ngày xưa. Dù game play không thể sao chép một cách nguyên si phiên bản PC gốc, nhưng phải công nhận những hoạt động trong võ lâm truyền kỳ mobile đã được biến tấu để phù hợp với lối chơi trên mobile, tạo nhiều cảm hứng cho game thủ vào thời điểm ban đầu. Tuy vậy, sự nổi tiếng thường đi kèm cùng tai tiếng. Càng yêu mến võ lâm truyền kỳ mobile, game thủ lại càng cảm thấy thất vọng và ức chế với cách vận hành game của nhà phát hành VNG. Đặc biệt là việc nhà phát hành đã can thiệp quá sâu vào game, tạo ra quá nhiều quy tắc, ràng buộc khiến cho những tính năng hoạt động trong game mất đi ý nghĩa vốn có của nó. Cũng chính vì lý do đó mà đáng lẽ ra ngày sinh nhật 1 tuổi của võ lâm truyền kỳ mobile phải là một ngày vinh danh, một cuộc hội ngộ chúc mừng sự thành công vang dội, đồng thời tri ân sự đóng góp của game thủ. Thì trái lại, không ít những người đã nghỉ game hay vẫn đang còn chơi game đều nhảy vào fanpage và buông những lời chỉ trích về ban điều hành sản phẩm này, cũng như lo lắng tương lai của sản phẩm võ lâm truyền kỳ mobile. Điều này ít nhiều khiến không khí ngày vui, ngày trọng đại của game có phần sâu lắng đi. Giữa một thị trường game mobile ngày càng phát triển, với sự xuất hiện của nhiều tựa game bon tấn chất lượng cao, được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, tất nhiên những fan trung thành của thương hiệu kiếm hiệp tỉnh Tuyên không tránh khỏi lo sợ về tương lai, rằng những sự can thiệp của nhà phát hành VNG sẽ khiến cho những người chơi không còn muốn chơi game nữa. Dần dần họ sẽ nghỉ game vì những bất công, vì không còn tìm thấy không gian để vui vẻ như ngày đầu. Xin nhà phát hành hãy lắng nghe một lần và đáp ứng những yêu cầu mong đợi của cộng đồng game thủ. Sau đây là những ý kiến của các game thủ đã viết trên diễn đàn. Một bạn game thủ đã tâm sự rằng: yêu cầu VNG làm event công bằng, event nạp quá nhiều rồi, hãy một lần làm event không cần nạp mà vẫn nhận được các phần quà giá trị, chứ làm event mà cứ phải nạp thì chắc có lẽ mình không thể chơi game được lâu dài. Nên sáng tạo những event làm sao để những người cày cuốc không cần nạp cũng vẫn có phần thưởng xứng đáng, để anh em được công bằng, để môi trường game được cân bằng. Và tiếp theo là tâm sự của một bạn game thủ khác: game ngày càng xuống cấp, cập nhật phiên bản mới nhiều để làm gì, trong khi hoạt động vẫn lặp đi lặp lại, không có gì mới mẻ. Game thì nó chỉ biết có nó, không nghĩ cho người chơi, chỉ biết thu mà chẳng biết chi, tìm đủ mọi cách để người chơi nạp một đống tiền vào rồi khóa bài bán,
tự do thông thương gì mà bị khóa bày bán thì dẹp mẹ luôn đi. Toàn tung đồ ảo lên lừa người chơi. Rồi tiếp tục là ý kiến của một bạn game thủ khác. Không biết cập nhật để làm cái gì mà toàn bị văng game là sao? Mấy bản cập nhật càng sau càng nhiều nội dung vỡ vẩn. Chỉ tổ làm nặng máy thêm chứ chẳng có tác dụng gì trong game cả. Cái tính năng kết hôn thì như kiểu muốn bóc lột người ta vậy. Hay là muốn gia đình người ta tan đàn sẻ nghé. Cống nhiều rồi thì cũng phải cho người ta nhận lại chứ. Nuốt hết thế kia thì về sau ai mà chơi nổi nữa. Giờ cái gì trong game cũng tiền và nạp tiền. Kiếm lại thì trả được bao nhiêu. Bày bán thì khóa 1 triệu, 2 triệu liên tục. Dùng não đi. Vâng, lại tiếp tục một ý kiến nữa. Sinh nhật game không có offline thì thôi. Cái event làm cũng không ra hồn. Kỷ niệm 1 năm cái quy quy gì. Event người ta làm ra để hỗ trợ người chơi chứ. Không phải cho VNG nhân cơ hội moi móc thêm tiền của người chơi. Ok. Rồi tiếp tục. Có một vấn đề là mọi người cần biết là việc khóa bài bán không có trong thiết kế trò chơi. VNG chơi chúng ta như con ếch hâm trong nồi nước sôi lâu ngày vậy. Nếu như không làm căng như vụ mắt diều hầu thì nó cứ như vậy hút máu đến khi ai chán game thì nghỉ. Cá kiếm được quá nhiều rồi, giờ nó không cần chúng ta, không xem chúng ta ra gì. Vâng, trên đây là một số ý kiến của các game thủ đã phản ánh đến VNG. Còn rất nhiều ý kiến nữa mà mình không thể nêu hết được. Dù mình không có chơi cái game này, bởi vì mình biết tiền nó nặng nhiều lắm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ để ủng hộ cho Kiếm Hiệp Tình nhé. Chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn luôn thành công trong khi chơi game. Thank you.